tờ báo quốc tế nổi tiếng Asia đã từng đăng tải bài viết với tựa đề VinFast của Việt Nam muốn thách thức Tesla ngay trên sân nhà. Mặc dù VinFast mới đến Mỹ, nhưng đây không phải là một công ty khởi nghiệp điển hình. Với tốc độ bắt kịp nhanh chóng, xe VinFast được đặt mua số lượng lớn ngay từ khi ra mắt và nó cũng đã lên kế hoạch cho một nhà máy trị giá 2 tỷ đô ở Bắc Carolina và niêm yết trên Nasdaq. Hi hi! Xin chào các bạn! Chúc cả nhà Tí một ngày tràn đầy năng lượng và nhiều điều may mắn nha! Nếu như có ai đó hỏi Tí rằng ngày nào cũng làm video thì có chán không? Thì Tí xin trả lời thật lòng là cũng có lúc hơi chán. Nhưng công việc này nó là đam mê rồi. Đến cứ mỗi lần làm xong video gửi tới khán giả nhà Tí, được cả nhà ủng hộ thì không còn chán nữa. Còn nếu ai đó hỏi Tí rằng làm YouTube có giàu không? Thì lại thêm một câu trả lời thật tận sâu thẳm cõi lòng là nghèo lắm chứ. Không có giàu như mọi người vẫn nghĩ đâu các bạn nhé. Nếu như được trao kỷ niệm chương cho người nghèo bền vững thì chăng Tí top 1 luôn đó. Thế nên các bạn đừng quên ủng hộ Tí bằng cách xem video của Tí thật nhiều, subscribe và chia sẻ video giúp Tí để át Tí sớm thoát cảnh nghèo, vươn lên vị trí cận nghèo thôi các bạn nha. Nghèo 1-2 ngày đến 1-2 năm thôi thì còn chấp nhận được. Chứ nghèo mãi thế này mà ngày nào cũng toàn làm tin tiền tỷ với chục tỷ đô, Tí bị choáng lắm. Nói vui vậy thôi. Chúng mình cùng quay trở lại với tin tức của ngày hôm nay. Tờ báo Sputnik mới đây đăng tải thông tin VinFast đua với Tesla. Theo chia sẻ từ Sputnik, thì nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast, đơn vị thành viên của Vingroup, dự tính tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm cạnh tranh với Tesla của Elon Musk khi ông lớn xe điện Mỹ tung ra đợt giảm giá mạnh. Đặc biệt là không chỉ hãng xe Việt VinFast để cạnh tranh với Tesla, nhiều thương hiệu xe Trung Quốc cũng lựa chọn giảm giá theo Tesla nhằm tránh để bị bỏ lại phía sau. Có vẻ như sức ảnh hưởng của Tesla trên thị trường là câu chuyện mà ai cũng có thể lường trước được. Nhưng câu chuyện VinFast cạnh tranh như thế nào và kết quả ra sao thì không phải là điều dễ đoán. Nếu như lô xe điện VF8 đầu tiên với số lượng là 999 chiếc đã được vận chuyển từ Việt Nam đến Mỹ mang theo niềm tự hào của người Việt. Đồng thời, cột mốc VinFast đã đạt trên 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu dành cho VF8 và VF9 là những thành công vang dội của hãng xe điện hàng đầu đến từ Việt Nam mà thế giới đang xôn xao bàn luận. Chú ý, bằng cách tung ra đợt giảm giá mạnh chưa từng có trong lịch sử, tờ báo quốc tế Tesla Rati đã nhận định rằng giảm giá mạnh của Tesla đối với toàn bộ dòng sản phẩm S3 XE tại một số thị trường trên toàn cầu thực tế đã gây ra một làn sóng chấn động trong lĩnh vực xe điện. Sau khi giá xe Tesla giảm mạnh với nhiều chính sách hỗ trợ, nhiều người không bất ngờ thì VinFast cũng có những chương trình tương tự. Tờ quốc tế Reuters đã đăng tải, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast lên kế hoạch khuyến mãi để đáp lại việc giảm giá của Tesla. VinFast xác nhận sẽ tiến hành các chương trình khuyến mãi với các mẫu xe ô tô điện đang bán tại Mỹ để nâng cao cạnh tranh. Tờ Reuters thì nhìn nhận đây là một động thái hết sức đáng chú ý của thương hiệu xe hơi Việt Nam chỉ một tuần sau khi Tesla công bố đợt giảm giá mạnh để kích cầu tiêu dùng. Theo Reuters, VinFast, hãng xe Việt đi vào hoạt động từ năm 2019 và đang chuẩn bị mở rộng sản xuất cũng như chinh phục thị trường khó tính Hoa Kỳ với mong muốn cạnh tranh sòng phẳng với loạt nhà sản xuất ô tô top đầu thế giới hiện có bằng cách cung cấp hai mẫu xe VF8 và VF9 có giá khởi điểm lần lượt là 59.000 USD và 83.000 USD. Mức giá như vậy là điển hình cho những chiếc xe SUV, EV cao cấp. Nhưng có một vấn đề đáng chú ý, sau đợt giảm giá gần đây của Tesla, Model Y hiện có giá khởi điểm chỉ 52.990 USD tại thị trường Mỹ. Trước khi giảm giá, chiếc xe có giá khởi điểm là 65.990 USD. Tức là với thời điểm hiện tại, Tesla đã tung chiêu giảm giá còn thấp hơn mức giá chào bán ban đầu VinFast và hầu hết các đối thủ xe điện cùng phân khúc khác trên thị trường. Như này thì các cụ nhà ta hay gọi là chơi phá giá đấy các bạn ạ. Bởi vì đây được cho là một hành động gây sửng sốt chưa từng có trong tiền lệ của ông lớn Tesla. Không biết nguyên nhân thật sự phía sau là gì, nhưng có thể thấy Tesla đang làm đối thủ phải choáng váng. Theo giới chuyên gia nhận định, một thương hiệu mới gia nhập thị trường khi các thương hiệu khác giảm giá, việc đưa ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của VinFast là điều hết sức bình thường. Đó cũng như cách mà nhiều nhà sản xuất xe hơi trên thế giới sử dụng để tăng sức cạnh tranh. Tuy vậy, tuyên bố của VinFast không nêu rõ liệu các chương trình khuyến mại có bao gồm việc giảm giá hay không, trong khi một số đối thủ như Xpeng Motor của Trung Quốc đã chọn trả lời Tesla bằng cách giảm giá của riêng họ.
cuộc cạnh tranh thị trường của VinFast với Tesla vẫn còn là một ẩn số mà Vin chưa bật mí. Tờ báo quốc tế nổi tiếng Asia đã từng đăng tải bài viết với tựa đề VinFast của Việt Nam muốn thách thức Tesla ngay trên sân nhà. Mặc dù VinFast mới đến Mỹ, nhưng đây không phải là một công ty khởi nghiệp điển hình. Với tốc độ bắt kịp nhanh chóng, xe VinFast được đặt mua số lượng lớn ngay từ khi ra mắt và nó cũng đã lên kế hoạch cho một nhà máy trị giá 2 tỷ đô ở Bắc Carolina và niêm yết trên Nasdaq. Minh chứng điển hình cho sức cạnh tranh của VinFast với Tesla trên đất Mỹ được giải đáp bằng những thắc mắc và chia sẻ trên trang hỏi đáp Quora. Đứng trước câu hỏi, giá xe điện của VinFast ngang với Tesla, tại sao tôi không chọn VinFast? Người dùng Orish Harrison sống ở California đã bày tỏ, một chiếc xe Tesla với đầy đủ option sẽ có giá gấp nhiều lần giá niêm yết. Và quan trọng nhất, Tesla có thói quen tăng giá ô tô và các gói lái tự động của họ. Tôi cũng thích thiết kế của VinFast hơn Tesla, đáng để thử. Hay Harry Gill chia sẻ, VinFast là một trong những công ty sản xuất ô tô điện. Điều thú vị đối với tôi về VinFast, họ là một công ty Việt Nam. Công ty ô tô Việt Nam đầu tiên ra mắt thế giới một cách vô cùng hoành tráng. Miller Brenda cũng bày tỏ trước câu hỏi, tại sao trả tiền cho một chiếc xe VinFast đắt như Tesla? Anh nhận định giá khởi điểm là 41.000 USD cho SUV EV cỡ lớn là quá cạnh tranh. Bảo hành 10 năm, mô hình thuê pin sẽ giảm giá, chi phí bảo dưỡng cho chủ xe. Đồng nghĩa với việc người tiêu dùng không còn phải đau đầu và dĩ nhiên những chiếc xe trông cũng rất tuyệt. Đặc biệt, giới chuyên gia cũng nhận định đứng trước những đối thủ lớn của dòng xe điện, VinFast đã có những nước đi thông minh và sáng suốt để tăng sức cạnh tranh. Theo Reuters, trong khi Tesla và các đối thủ phương Tây để mắt đến châu Á và các đối thủ đến từ Trung Quốc là Xpeng và NIO muốn mở rộng thị phần sang châu Âu, thì VinFast lại nhắm đến Hoa Kỳ, Canada và cả châu Âu chủ phú. Thế tức là VinFast đang thực hiện chiến lược đường ChuChuGo, đường TôiTôiGo, nước sông không chảy cùng nước giếng à các bạn? À đùa vậy thôi, chứ theo chuyên gia nhận định thì nếu xét trên một khu vực khác, Đông Nam Á cũng có thể là một thị trường tiềm năng bởi nhà máy tại Việt Nam của VinFast có công suất hàng năm còn cao hơn cả doanh số bán ô tô của cả nước. Điều đó có nghĩa là VinFast có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực. Hơn nữa, dù mới ra mắt, đứng trước một Tesla đặt kỷ lục doanh thu thì VinFast cũng bội thu doanh số. Báo cáo tài chính vừa công bố của hãng xe điện hàng đầu thế giới Tesla cho thấy được con cưng của Elon Musk đạt doanh thu và lợi nhuận kỷ lục. Theo đó, lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của Tesla đạt con số kỷ lục là 81,5 tỷ USD, tăng 51% so với năm 2021. Tuy nhiên, theo nhận định của các nhà đầu tư Forbes, Tesla khó tránh khỏi nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Xu hướng thắt chặt chi tiêu, lạm phát, lãi suất gia tăng cũng như nhu cầu tiêu dùng chậm lại. Do đó, năm 2023 được dự báo sẽ là năm siêu khuyến mãi của Tesla và đợt giảm giá mạnh tay vừa rồi chính là bằng chứng. Còn với người mới VinFast tại Việt Nam, VinFast VF8 cũng có một tháng 12 năm 2022 bội thu doanh số khi đã có 2.730 chiếc VF8 được bàn giao đến khách hàng trong nước. Đây được coi là một thành tích kỷ lục với một hãng xe mới ra mắt trong đợt giao xe đầu tiên. Trả lời báo chí Canada, ông Hongbe nhận định VinFast có chiến lược bán hàng độc đáo. Mục đích chiến lược bán hàng của VinFast áp dụng chính là nhằm giảm bớt rào cản để người tiêu dùng dễ dàng mua và sử dụng xe điện. Ưu thế của VinFast chính là chương trình cho thuê pin. Chương trình này sẽ được thực hiện cùng một số đối tác tài chính Canada của VinFast, cho phép người tiêu dùng không còn lo về hiện tượng chai pin sau một thời gian dài sử dụng xe. Khi dung lượng sử dụng pin xuống dưới 70%, VinFast sẽ thay pin cho khách hàng. Báo chí Canada đánh giá cao chiến lược này của hãng xe Tesla Việt Nam, coi đây là cách làm thông minh để giảm giá bán xe điện, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trước một loạt đối thủ kỳ cựu. Khi tiền thuê pin hàng tháng được ấn định dựa trên chi phí để chạy một chiếc xe hoạt động bằng xăng. Trong khi The Star khẳng định, đây là một thỏa thuận tốt cho khách hàng khi pin thường chiếm khoảng 30% chi phí của một chiếc xe điện thông thường. Ngoài ra, điều đặc biệt thông minh trong chiến lược chọn thị trường của VinFast được giới chuyên gia đánh giá cao, đó là không phải ngẫu nhiên khi Vingroup chọn đưa VinFast VF8 sang Bắc Mỹ. Đây là mẫu xe crossover hai hàng ghế có kích thước tương tự Santa FE. Mẫu xe cực kỳ được ưa chuộng ở đây. Điều này giúp xe của VinFast thu hút được sự chú ý và có nhiều cơ hội trở thành lựa chọn thay thế tối ưu trên thị trường Bắc Mỹ cũng như các thị trường khác. Nói chung,
để cạnh tranh được với Tesla hay những thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới khác, chắc chắn hãng xe Việt Nam còn rất nhiều việc để làm. Nhưng tờ báo quốc tế Reuters cũng rất lạc quan đưa ra nhận định. Dù con đường còn lắm gian nan, VinFast vẫn đang tiến nhanh về phía trước. Đây có thể coi là một câu khẳng định chắc nịch cho tương lai nhiều phần tươi sáng của xe điện VinFast. Giờ mà gửi một lời động viên hay cổ vũ cho VinFast thì các bạn sẽ nói gì? Ngoài mấy câu đại loại như là VinFast cố lên hay Bác Vượng cố lên thì Vin ơi, quánh Tesla đi. Mấy câu đấy xưa hơn quả thị rồi nhé. Các bạn nghĩ Vin sẽ tung ra chiến lược gì để chiến đấu với đợt giảm giá sống còn vừa rồi của Tesla? Comment ở bình luận nhé. Nhân tiện cho Ad xin một cái like và subscribe cũng như chia sẻ video ủng hộ Ad tí nha. Video ngày hôm nay Ad xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại nhà tí ở những video tiếp theo.